sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Rồi cây đầu tiên cái mã số là 207. Mấy cây này mới bứng và mới vô bậu lại nha, về cô chú có thể mình trồng liền luôn. Quanh cổ là 30, quanh đế là 59, chiều cao 37. Nãy là đế nơm 37, chiều cao là 64, đường kính bầu là 24. Mã số 207, cây này 700 ngàn em bao ship. Cây này cũ đẹp mà cốt cạnh nó cũng đẹp luôn. Quanh cổ là 35, quanh ở đây là 48, đế nơm là 35, chiều cao là 65. Mã số 208, 650 ngàn. Em bao ship. Chiều cao là 70, 209, cái này 400 ngàn. Bao ship nha cô chú, bên đây em bán là bao ship tận nhà cho cô chú luôn. Đây là 26, đây là 29, chiều cao là 63, đường kính bầu 20. Mã số 210, cái này 450 ngàn. Cái này thì nó có cũng bị chạy ngay cây chân, cái nhánh này. Cái vết chạy nào to thì em sẽ báo, còn nhỏ nhỏ thì em không có báo nha cô chú. Quanh đây là 33, đế là 55, chiều cao là 56. Mã số 211, 400 ngàn. Cũng bị chạy da ngay chỗ này. Thank you.
Hoành là 29. Chiều cao là 60. Mã số 212 400 ngàn. Nhánh này cũng có bị chạy. Quanh cổ 28. Đây là 40. Chiều cao là 50. 213 450 ngàn. Cái này chỗ này cũng có bị chạy nè cô chú. Trên nhánh thì cũng có một số chỗ. Quanh cổ 17. Chiều cao là 60. 214 300 ngàn. Chiều cao là 43. 215 350. Chiều cao là 50. 216 300 ngàn. Cái này cũng bị chạy chỗ này. Hoành 24. Chiều cao là 60. 217 380 ngàn. Hoành 26. Chiều cao là 59. 218 380 ngàn. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video.